Một công ty của Đức vừa phát minh một hệ thống thang máy từ trường cho phép các cabin hoạt động cùng lúc trên một trục và có thể di chuyển ngang dọc. Thang máy là thiết bị có thể kiểm tra độ kiên nhẫn của mọi người, đặc biệt là giới nhân viên văn phòng. Chờ đợi lâu và tình trạng không hoạt động nếu như quá tải là những nhược điểm của các thang máy hiện nay. Và để khắc phục những nhược điểm đó, một công ty của Đức đã làm một cuộc cách mạng cho thang máy. Thay vì sử dụng cáp, hệ thống thang máy do công ty ThyssenKrupp phát triển sẽ dùng nam châm có thể di chuyển theo chiều dọc lẫn chiều ngang, đặc biệt là cho phép các cabin cùng hoạt động trên một trục. Công nghệ thang máy hầu như không thay đổi kể từ khi nó ra đời vào năm 1854, và ý tưởng lần này là xuất phát từ hệ thống thang máy cũ có tên là Paternoster. Tính hiệu quả của hệ thống này có nhiều cabin hoạt động cùng một lúc. Nó cũng giống như thang máy Paternoster từng bị cấm sử dụng tại Đức. Paternoster, một loại thang máy không có cửa tầng, cũng không có cửa cabin. Theo đó, người muốn dùng thang phải chờ ở cửa tầng. Khi thang chạy đến thì nhanh chân bước vào cabin thang máy, nếu không, thang máy sẽ chạy qua. Hệ thống vận hành của thang máy nam châm cũng tương tự như là thang máy trên, nhưng nhanh hơn và có hệ thống phanh để dừng lại ở tầng cần thiết. Theo thiết kế ban đầu, mỗi cabin sẽ vận chuyển 8 người, vì thế các cabin được thiết kế khá nhỏ và hẹp nhằm mục đích di chuyển nhanh hơn. Chúng tôi cũng tính luôn thời gian dừng lại để mở cửa là khoảng từ 15 đến 30 giây, bấy nhiêu đó đủ để 8 người bước vào. Công ty dự định sẽ trình làng sản phẩm của mình tại thị trường trong vòng 2 năm tới, và nếu được, nó sẽ là công nghệ thang máy hàng đầu thế giới hiện nay.